Xin chào anh chị đã quay trở lại với kênh chứng khoán TV AZFIN Việt Nam trong series Đọc sách cùng AZFIN. Để tiếp nối series Đọc sách cùng AZFIN, hôm nay AZFIN tiếp tục gửi tới quý anh chị các nội dung tiếp theo trong cuốn sách Hòn Tuyết Lăn, cuốn sách viết về cuộc đời và sự nghiệp đầu tư của nhà đầu tư huyền thoại xứ Omaha, Warren Buffett. Phần 6, Tấm ngân phiếu trả lại cho đời. Chương 53, Thần đèn. Chương này được đặt trong giai đoạn Warren Buffett đã đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp và danh tiếng, trở thành một biểu tượng trong giới đầu tư. Ông được mọi người ngưỡng mộ không chỉ vì tài năng kinh doanh mà còn nhờ vào triết lý sống sâu sắc. Trong bối cảnh này, Buffett thường xuyên nhận được lời mời chia sẻ bài học cuộc sống, đặc biệt từ các bạn trẻ và giới sinh viên. Câu chuyện thần đèn trong chương này thể hiện sự hài hước và tư duy đơn giản nhưng sâu sắc của ông khi truyền tải triết lý sống. Hội chứng Shoe Button Complex. Buffett nhắc đến Shoe Button Complex, một thuật ngữ do Charlie Munger đặt ra nhằm mô tả một người quá tự tin vì thành công trong một lĩnh vực, từ đó nghĩ rằng mình hiểu biết và giỏi trong tất cả mọi lĩnh vực khác. Hội chứng này không xa lạ, đặc biệt là với những cá nhân được công chúng ca ngợi. Buffett và Munger sử dụng thuật ngữ này như lời nhắc nhở bản thân phải khiêm tốn, không tự mãn. Dù được biết đến là nhà tiên tri xứ Omaha, Buffett cẩn thận để tránh xa vào cảm giác mình biết tuốt. Ông nhận thấy trách nhiệm chia sẻ bài học cuộc sống và công khai những triết lý thành công của mình, đặc biệt với thế hệ trẻ như sinh viên và vận động viên. Câu chuyện thần đèn, chiếc xe duy nhất. Buffett giả tưởng tại thời điểm ông 16 tuổi, tràn đầy ước mơ và khát vọng, một thần đèn xuất hiện, trao cho ông một món quà đặc biệt, một chiếc xe hơi lý tưởng mà ông hằng ao ước. Tuy nhiên, món quà đi kèm một điều kiện đặc biệt, đó là chiếc xe duy nhất mà ông có thể sở hữu trong suốt cuộc đời. Đối với điều kiện này, cậu bé 16 tuổi sẽ làm gì? Buffett giả định rằng ông sẽ chăm sóc chiếc xe cẩn thận nhất có thể, chăm sóc chiếc xe cực kỳ cẩn thận, luôn bảo trì, thay dầu thường xuyên, sửa chữa ngay khi có trục trặc, học mọi thứ về chiếc xe, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, tìm hiểu cách vận hành tốt nhất để giữ xe bền lâu. Không làm hỏng xe, tránh lái xe bất cẩn hoặc sử dụng sai mục đích bởi vì sẽ không có cơ hội thứ hai. Chiếc xe đại diện cho cơ thể và tâm hồn mỗi người, Buffett nhấn mạnh rằng giống như chiếc xe, chúng ta chỉ có một cơ thể và tâm trí để sử dụng trong suốt cuộc đời. Nếu không bảo vệ chúng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Thông điệp và bài học chính, tầm quan trọng của việc chăm sóc bản thân. Buffett nhấn mạnh rằng mỗi người cần phải ý thức chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần của mình từ sớm. Đó không chỉ là trách nhiệm cá nhân mà còn là cách đảm bảo chất lượng cuộc sống trong tương lai. Lập kế hoạch dài hạn. Ông kêu gọi người nghe nghĩ xa hơn hiện tại và tự hỏi cơ thể và trí óc của bạn sẽ như thế nào trong 10, 20 hoặc 30 năm tới. Quyết định hôm nay sẽ ảnh hưởng ra sao đến tương lai của bạn. Những câu hỏi này giúp người nghe định hướng hành động ngay từ bây giờ để duy trì một cuộc sống bền vững. Tinh thần tự chịu trách nhiệm. Buffett nhấn mạnh rằng việc bảo vệ và duy trì cỗ máy cuộc đời mình là trách nhiệm cá nhân, không ai khác có thể làm điều đó thay bạn. Tư duy cải thiện liên tục. Ông khuyến khích mỗi người luôn cố gắng học hỏi và cải thiện bản thân, giống như cách bạn không ngừng nâng cấp chiếc xe để giữ nó hoạt động hiệu quả. Ý nghĩa triết lý sâu sắc, tính hữu hạn của cuộc đời. Qua câu chuyện thần đèn, Buffett nhấn mạnh thực tế rằng mỗi người chỉ có một cơ thể và tâm trí duy nhất. Chúng ta cần trân trọng và sử dụng một cách khôn ngoan, vì một khi tổn thương xảy ra, không có cơ hội thứ hai. Triết lý này không chỉ dành cho những nhà đầu tư hay doanh nhân, nó là lời nhắn nhủ chung cho tất cả mọi người, nhắc nhở rằng một cuộc đời ý nghĩa bắt đầu từ việc tự chịu trách nhiệm, thành công lâu dài dựa trên nền tảng sức khỏe và sự tập trung vào những mục tiêu giá trị, nhắc nhở về sự cẩn trọng. Buffett liên hệ sự bỏ bê sức khỏe hoặc không đầu tư cho trí óc với hình ảnh chiếc xe bị rỉ sét qua năm tháng. Một khi sự ăn mòn xảy ra, thiệt hại không chỉ ảnh hưởng trong ngắn hạn mà còn kéo dài đến cả tương lai. Kết nối thực tiễn, triết lý về việc chăm sóc chiếc xe duy nhất phản ánh cách mà Warren Buffett đầu tư, cân nhắc kỹ lưỡng, tập trung dài hạn và không chấp nhận rủi ro không đáng có. Ông áp dụng cùng một cách tiếp cận vào việc quản lý cuộc sống và sức khỏe của mình. Lời nhắn nhủ đầy cảm hứng với giọng điệu giản dị và hình ảnh cụ thể, Buffett không chỉ truyền đạt bài học mà còn khơi gợi cảm hứng cho người nghe hành động. Triết lý này giúp họ hiểu rằng chăm sóc bản thân không chỉ là một lựa chọn mà là một nhiệm vụ không thể bỏ qua. Câu chuyện thần đèn là một trong những bài học xúc tích nhưng đầy sức mạnh của Warren Buffett, truyền tải thông điệp rõ ràng về ý nghĩa của trách nhiệm cá nhân và sự cần thiết của việc sống có kế hoạch và chăm sóc bản thân để đạt thành công bền vững. Chương 54, cuộc phẫu thuật. Chương 54 kể lại một giai đoạn đầy thử thách trong cuộc sống của Warren Buffett khi ông phải đối mặt với tình trạng sức khỏe nghiêm trọng vào năm 2000. Buffett phải trải qua một cuộc phẫu thuật để cắt bỏ khối u lành tính trong ruột già, đánh dấu lần đầu tiên ông phải đối diện với giới hạn về mặt sức khỏe, điều mà ông luôn xem nhẹ trong cuộc sống trước đây. Chi tiết sự kiện, phát hiện khối u. Trong một cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ, Buffett phát hiện có một khối u lành tính lớn trong ruột già. Ông đối mặt với nguy cơ phải phẫu thuật cắt bỏ khối u và phần lớn ruột già. Phản ứng ban đầu, Buffett với tính cách lạc quan,
tỏ ra bình thản và đùa cợt về tình trạng sức khỏe của mình. Ông không muốn tạo ra sự hoảng sợ trong giới tài chính hoặc để thông tin này ảnh hưởng đến cổ phiếu Berkshire Hathaway. Cuộc phẫu thuật. Phẫu thuật kéo dài nhiều giờ, kết quả là Buffett mất hơn 35cm ruột già và mang trên cơ thể một vết sẹo dài 15cm. Sau ca mổ, ông cần thời gian tĩnh dưỡng và tạm thời rời xa các hoạt động công việc thường ngày. Hồi phục, thời gian nghỉ dưỡng của Buffett bị cản trở bởi sự lo ngại của thị trường về tình trạng sức khỏe của ông. Mặc dù thông cáo báo chí khẳng định khối u là lành tính, tin đồn lan truyền trên phố Wall và Internet khiến ông phải đối mặt với áp lực lớn. Thông điệp và ý nghĩa. Nhận thức về sức khỏe, Buffett nhấn mạnh rằng sức khỏe là yếu tố không thể bỏ qua, kể cả đối với những người thường tập trung vào công việc. Đây là lần đầu tiên ông nhận ra sự hạn chế của cơ thể, mặc dù vẫn giữ thái độ tích cực. Tác động đến sự nghiệp. Trải nghiệm này cho thấy sự phụ thuộc của Berkshire Hathaway và Buffett, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng đội ngũ thừa kế vững chắc. Chương 54 minh họa một bước ngoặt trong cuộc đời Buffett khi ông lần đầu phải đối diện với vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, qua đó nhận thức sâu sắc hơn về sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Chương 55 buổi tiệc cuối cùng của Kay. Chương 55 của cuốn sách Hòn Tuyết Lăn mô tả một giai đoạn đầy cảm xúc trong cuộc sống của Warren Buffett sau sự ra đi của Kay Graham, một người bạn thân thiết và là đồng nghiệp lâu năm. Các điểm chính trong chương này xoay quanh việc đối mặt với nỗi đau mất mát, sự phản ánh về cuộc đời và công việc, cũng như các suy tư của Buffett về những sai lầm và lựa chọn trong cuộc sống. Sự ra đi của Kay Graham. Kay Graham, hay còn được gọi là Catherine Graham, người phụ nữ quyền lực trong giới truyền thông, qua đời một cách đột ngột. Buffett cùng gia đình và bạn bè ngồi bên cạnh bà trong những giây phút cuối cùng, nơi bà được kết nối với các máy móc y tế. Cả gia đình và bạn bè đều cảm nhận được sự đau buồn và bất lực khi chứng kiến sự ra đi của bà. Một ngày sau sự ra đi của Kay, Buffett phải tiếp tục với công việc đã lên lịch trước khi ông đến nói chuyện với sinh viên trường đại học Georgia. Dù mất mát lớn, Buffett vẫn phải giữ vững sự chuyên nghiệp và tiếp tục công việc. Trong lúc nói chuyện, ông chia sẻ về quan điểm của mình trong đầu tư và cuộc sống. Sự bình thản và sự nghiệp của Buffett. Mặc dù đau buồn vì sự mất mát của Kay, Buffett vẫn giữ thái độ bình thản và tiếp tục chia sẻ với sinh viên về những nguyên tắc trong đầu tư. Ông nhắc lại một trong những nguyên tắc quan trọng mà ông luôn theo đuổi trong cuộc sống, quy tắc 20 lần bấm lỗ. Điều này có nghĩa là mỗi người chỉ có 20 cơ hội lớn trong đời để quyết định và mỗi quyết định cần phải được cân nhắc rất kỹ lưỡng. Quy tắc này không chỉ áp dụng trong đầu tư mà còn trong cuộc sống, khuyên mọi người nên hết sức cẩn trọng khi đưa ra quyết định quan trọng. Buffett cũng rất thẳng thắn về các sai lầm trong sự nghiệp của mình, đặc biệt là những quyết định do bỏ qua cơ hội. Điều này làm nổi bật một phần tính cách tự nhận thức và sự cầu thị của ông. Buffett phân tích các sai lầm lớn mà ông đã phạm phải trong sự nghiệp, trong đó có những sai lầm vì quá cẩn trọng và không đầu tư vào những cơ hội lớn. Đặc biệt, ông kể về những cơ hội bị bỏ lỡ như vụ đầu tư vào FNMA và Walmart, lễ tang và tiễn biệt Kay Graham. Lễ tang của Kay Graham được tổ chức trọng thể với sự tham gia của những nhân vật nổi tiếng và các vị khách mời từ khắp nơi, phản ánh sự kính trọng và vĩ đại của bà trong mắt công chúng và những người thân cận. Những bài phát biểu từ các nhân vật nổi tiếng như Henry Kissinger và Bill Clinton khẳng định ảnh hưởng của bà trong thế giới chính trị và truyền thông. Điều này làm nổi bật tầm quan trọng của Kay trong lịch sử nước Mỹ và của Buffett trong mối quan hệ với bà. Các bài phát biểu trong đám tang đều ca ngợi cuộc đời và phẩm hạnh của Kay Graham. Những lời phát biểu về bà cho thấy bà là một người phụ nữ khiêm nhường, tự hy sinh vì mục đích lớn lao và luôn đặt lợi ích của người khác lên trên bản thân. Những kỷ niệm và không gian của Kay. Sau đám tang, gia đình và bạn bè của Kay tụ tập tại ngôi nhà của bà. Họ đi dạo quanh khu vườn và các phòng trong nhà, nhớ lại những kỷ niệm về cuộc đời của Kay Graham. Ngôi nhà này, nơi đã chứng kiến nhiều cuộc gặp gỡ quan trọng với các nhân vật nổi tiếng, trở thành biểu tượng của sự nghiệp và cuộc sống của bà. Warren Buffett cũng đi thăm lại ngôi nhà lần cuối để ghi nhớ tất cả những khoảnh khắc và kỷ niệm mà ông đã có với Kay. Tuy nhiên, ông không quay lại nữa và ngôi nhà này không còn mang lại cảm giác thân thuộc sau sự ra đi của Kay. Sự lặng lẽ của Warren Buffett. Sau lễ tang, Warren Buffett rời khỏi ngôi nhà và không bao giờ quay lại đó nữa. Sự lặng lẽ và sự mất mát này đã phản ánh nội tâm sâu sắc của ông. Dù bề ngoài vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, Buffett cảm nhận rõ ràng sự trống vắng khi mất đi một người bạn thân thiết và một đồng nghiệp quan trọng trong cuộc sống và công việc của mình. Chương 55 của Hòn Tuyết Lăn là một chương đầy cảm xúc, phản ánh những suy tư sâu sắc của Warren Buffett về sự mất mát, sự tôn vinh và những nguyên tắc sống. Mặc dù đau buồn vì sự ra đi của Kay Graham, Buffett tiếp tục chia sẻ các bài học về đầu tư và cuộc sống, nhấn mạnh sự quan trọng của việc trân trọng những cơ hội trong đời. Đám tang của Kay Graham là một dịp để vinh danh cuộc đời bà, đồng thời cũng là một khoảnh khắc buồn bã và sâu sắc trong cuộc sống của Buffett. Sự tôn trọng đối với người bạn thân thiết và sự phản ánh về cuộc sống của Kay Graham là những thông điệp mạnh mẽ mà Buffett muốn truyền tải trong chương này. Chương 56 của Người giàu vì người nghèo. Chương 56 của Hòn Tuyết Lăn tập trung vào giai đoạn Warren Buffett trở thành một tiếng nói quan trọng trong ngành tài chính.
ông không chỉ tác động đến các vấn đề kế toán và quyền chọn cổ phiếu mà còn xây dựng hình ảnh cá nhân gần gũi, gây ảnh hưởng mạnh mẽ tới công chúng và thế giới kinh doanh. Phản ứng từ Silicon Valley và Microsoft đối với quyền chọn mua cổ phiếu. Microsoft phải đối mặt với một áp lực lớn khi quyết định thay đổi chính sách về quyền chọn mua cổ phiếu, một vấn đề đã kéo dài suốt 2 năm. Quyết định này bị Silicon Valley phản ứng mạnh mẽ với những lời chỉ trích mạnh mẽ như đồ phản bội. Microsoft được cho là đã bơm xăng vào một căn phòng đầy hơi xăng, nghĩa là họ đã làm gia tăng thêm sự căng thẳng trong ngành công nghiệp công nghệ, nhất là trong bối cảnh các công ty ở Silicon Valley thường xuyên sử dụng quyền chọn mua cổ phiếu như một công cụ đãi ngộ nhân viên. Mặc dù các công ty công nghệ phản đối, Ủy ban chuẩn mực kế toán tài chính Hoa Kỳ FASB cuối cùng cũng yêu cầu các công ty phải hoạch toán quyền chọn mua cổ phiếu như một khoản chi phí, khiến cuộc tranh luận này kéo dài suốt 2 năm và có ảnh hưởng lớn đến cách thức hoạt động của các công ty niêm yết. Buffett và những vấn đề về kế toán tài chính. Buffett không chỉ chiến đấu với các vấn đề trong ngành tài chính mà còn chỉ trích mạnh mẽ sự thiếu minh bạch trong ngành kế toán tài chính, đặc biệt là trong vụ gian lận báo cáo tài chính mà ông nhận thấy có sự thông đồng giữa các CEO và kiểm toán viên. Ông lên tiếng tại một cuộc họp của Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ SEC, chỉ trích các kiểm toán viên, yêu cầu họ phải chịu trách nhiệm trong việc phát hiện các gian lận tài chính và ngừng việc bảo vệ các sai phạm. Buffett đã nêu ra những câu hỏi đơn giản nhưng mạnh mẽ dành cho các nhà kiểm toán và các ban quản trị của công ty, yêu cầu sự minh bạch trong báo cáo tài chính và trách nhiệm trong việc làm rõ các sai phạm trong việc ghi nhận doanh thu và chi phí. Buffett với hình ảnh thương hiệu cá nhân. Trong khi các quyết định tài chính của ông đang tạo ra sóng gió trong giới doanh nghiệp và những người chỉ trích, Buffett đã biết tận dụng danh tiếng và sự ảnh hưởng của mình để phát triển thương hiệu cá nhân. Buffett bắt đầu xuất hiện trên các quảng cáo thương mại, như việc ông xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo cho Omaha Bedding, một công ty sản xuất nệm, và thậm chí trở thành biểu tượng của chất lượng nệm, khiến ông có cơ hội làm người chứng nhận chất lượng cho sản phẩm này. Trong mùa xuân năm 2002, Buffett trở thành gương mặt đại diện cho các sản phẩm nệm được chứng nhận Warren và thậm chí nằm trên chiếc giường mà ông ủng hộ trong các chiến dịch quảng cáo. Buffett trở thành biểu tượng được tôn sùng nhưng vẫn giữ sự khiêm tốn. Buffett trở thành một hình mẫu trong mắt công chúng, không chỉ vì sự nghiệp tài chính thành công mà còn bởi cách ông đối mặt với sự chỉ trích, đặc biệt là từ các thế lực đối lập. Ông nhận được nhiều thư từ người hâm mộ, bao gồm cả những người trong tầng lớp thấp nhất của xã hội như tù nhân và thậm chí là một ngôi sao phim khiêu dâm. Điều này khiến ông cảm thấy hạnh phúc và vinh dự khi được người khác ngưỡng mộ. Dù nổi tiếng, Buffett vẫn giữ thái độ khiêm tốn, ông không quan tâm đến sự tôn vinh từ giới thượng lưu và chỉ thích nhận sự kính trọng tới những người bình dị hơn, bao gồm những người trong tù hay sinh viên. Sự nổi lên của Buffett trong văn hóa đại chúng và sự tôn sùng. Buffett trở thành một ngôi sao trong văn hóa đại chúng, được mọi người từ các tầng lớp khác nhau tôn vinh, kể cả những người đã phạm tội. Điều này phản ánh rằng ông không chỉ có ảnh hưởng trong giới tài chính mà còn được yêu mến trong cộng đồng rộng lớn. Một tình huống khá đặc biệt là một người phụ nữ từ Nhật Bản đã đến gặp ông, xin chữ ký và thậm chí quỳ xuống lại ông, khiến các thư ký của Buffett phải can thiệp và mời bà ra ngoài. Tuy nhiên, Buffett vẫn cảm thấy sự tôn vinh này là điều mới mẻ và thú vị, thể hiện một phần trong cái nhìn rất khác biệt của ông về sự công nhận và danh tiếng. Sự khiêm tốn và nhân văn của Buffett. Một trong những đặc điểm nổi bật của Buffett trong chương này là sự khiêm tốn, mặc dù đã đạt đến đỉnh cao danh tiếng. Việc ông được tôn vinh bởi những người ở những tầng lớp thấp hơn của xã hội cho thấy ông coi trọng những giá trị của con người hơn là sự công nhận từ giới thượng lưu. Chương 56 của Hòn Tuyết Lăn mô tả Warren Buffett không chỉ là một nhà đầu tư huyền thoại mà còn là một biểu tượng văn hóa, người đấu tranh cho sự minh bạch trong tài chính và trở thành hình mẫu của nhiều người. Ông sử dụng sự nổi tiếng và ảnh hưởng của mình để thúc đẩy những thay đổi lớn trong ngành tài chính, đồng thời vẫn giữ được sự giản dị và khiêm tốn dù đã trở thành một nhân vật toàn cầu. Chương 57, Nhà tiên tri. Chương 57 của Hòn Tuyết Lăn mô tả thương vụ mua lại Clayton Homes của Warren Buffett vào cuối những năm 1990. Đây là một thương vụ phức tạp, sử dụng đòn bẩy tài chính và đối mặt với sự chỉ trích từ giới truyền thông và các nhà đầu tư. Tuy nhiên, Buffett vẫn kiên quyết thực hiện thương vụ bất chấp những khó khăn. Clayton Homes và thương vụ mua lại. Thương vụ này là một ví dụ điển hình về chiến lược mua lại sử dụng đòn bẩy LBO, Leverage Buyout. Trong đó, Warren Buffett thông qua công ty của mình, Berkshire Hathaway, đã mua lại Clayton Homes. Tuy nhiên, đây không phải là một thương vụ đơn giản vì Berkshire không trực tiếp chi tiền để mua công ty, mà thay vào đó, việc mua lại này được tài trợ chủ yếu bằng cách vay nợ. Berkshire Hathaway phải vay thêm 500 triệu đô la và bán bớt tài sản của mình để thu về thêm 650 triệu đô la để cuối cùng có đủ tiền cho thương vụ. Chống đối và chỉ trích. Thương vụ này đã thu hút sự chỉ trích từ giới truyền thông và các nhà đầu tư lớn. CNBC và các tờ báo tài chính mô tả Warren Buffett như một nhà tài phiệt khắc nghiệt và nhẫn tâm khi mua Clayton Homes với giá rẻ bạc, trong khi công ty này đang gặp khó khăn tài chính lớn. Tuy nhiên, Buffett không hề quan tâm đến sự chỉ trích này và tập trung vào mục tiêu làm cho công ty trở nên mạnh mẽ hơn. Thương vụ sử dụng đòn bẩy.
Sử dụng đòn bẩy tài chính có nghĩa là công ty không chỉ dùng tiền mặt mà còn phải vay một khoản nợ lớn để tài trợ cho việc mua lại. Các nhà đầu tư như Cerberus, một đối tác của Buffett trong thương vụ này, chỉ đóng vai trò hỗ trợ mà không thực sự đầu tư tiền vào công ty. Buffett không ngần ngại sử dụng chiến lược này, dù biết rằng các công ty sử dụng đòn bẩy có thể gặp rủi ro tài chính lớn nếu không thể quản lý nợ tốt. Sau khi thương vụ được thông qua, các cổ đông của Clayton Homes và những bên phản đối đã nộp đơn kiện để cố gắng đảo ngược thương vụ. Một nhóm luật sư bao gồm Mills Burkways và William Gray của Orbis đã yêu cầu tòa án kiểm tra lại kết quả và tạm hoãn thương vụ. Dù vậy, cuối cùng tòa án đã phán quyết rằng vụ mua bán phải tiếp tục. Cuộc sống cá nhân của Warren Buffett trong bối cảnh thương vụ. Trong khi chiến đấu với các vấn đề về pháp lý, Buffett vẫn phải đối diện với những vấn đề cá nhân. Trong khi đang ở trong một tình huống căng thẳng, ông nhận được cuộc gọi từ con gái Suzy Junior vào ngày sinh nhật của cô. Điều này thể hiện một mặt khác của ông, dù là một nhà tư bản lạnh lùng trong công việc, ông lại là một người cha rất yêu thương con cái. Kết thúc thương vụ. Cuối cùng, vào tháng 9, thương vụ được hoàn tất sau một thời gian dài tranh cãi. Các cổ đông của Clayton Homes nhận được khoản tiền từ Berkshire. Tuy nhiên, điều thú vị là khi Ian Jacob báo cáo về kết quả của thương vụ, nó không mang lại hiệu quả như dự đoán. Ngành sản xuất nhà di động vẫn không có sự phục hồi mạnh mẽ như Buffett kỳ vọng. Điều này cho thấy rằng dù có chiến lược đầu tư tài ba, nhưng không phải lúc nào những dự đoán và kế hoạch của Buffett cũng thành công. Chính vì thế, Buffett đã đề nghị Kevin Clayton, CEO của Clayton Homes, đầu tư vào các công ty có nợ xấu như một cách để giúp Clayton vượt qua khó khăn tài chính. Mua lại sử dụng đòn bẩy LBO. Thương vụ mua lại Clayton Homes là một ví dụ điển hình của chiến lược LBO. Trong đó, công ty mua lại sử dụng nợ để tài trợ cho chính việc mua lại của mình. Điều này cho thấy sự tinh tế và khả năng tài chính của Buffett trong việc sử dụng các công cụ tài chính để tối đa hóa lợi nhuận mà không cần bỏ ra nhiều vốn từ đầu. Tuy nhiên, việc sử dụng đòn bẩy tài chính tiềm ẩn nhiều rủi ro vì nếu công ty không thể trả được nợ, nó có thể rơi vào tình trạng phá sản. Chỉ những công ty có khả năng quản lý nợ tốt mới có thể duy trì được chiến lược này. Chiến lược đầu tư của Warren Buffett. Buffett nổi tiếng với chiến lược đầu tư dài hạn và trong vụ Clayton Homes, ông không chỉ nhìn vào các con số tài chính ngắn hạn mà còn nhìn vào tiềm năng dài hạn của công ty này. Buffett thường không đầu tư vào những công ty mà nhiều người khác đang theo đuổi, mà thay vào đó, ông tìm kiếm những cơ hội mà nhiều người khác bỏ qua. Ông không quan tâm đến việc mua một công ty với giá cao mà quan tâm đến việc tìm ra giá trị thực của công ty dù nó có vẻ không hấp dẫn trong mắt người khác. Anh chị có đánh giá gì về nội dung của video này? Hãy để lại một comment. Nếu anh chị thấy video có ích, hãy chia sẻ để lan tỏa kiến thức đầu tư tới nhiều người hơn. Và đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để AZFIN có thêm động lực làm nhiều video giá trị khác gửi đến quý anh chị nhà đầu tư. AZFIN mong rằng series đọc sách cùng AZFIN sẽ mang đến cho các anh chị những thông tin hữu ích giúp anh chị lựa chọn được những quyển sách phù hợp để nâng cao kiến thức và kỹ năng đầu tư của bản thân. Nếu anh chị cảm thấy hứng thú với cuốn sách này, đừng ngần ngại tìm đọc để có trải nghiệm tốt hơn và ủng hộ tác giả. Cảm ơn anh chị đã lắng nghe đến cuối video. Chúc anh chị vững bước trên con đường đầu tư và tự do tài chính. Xin chào và hẹn gặp lại.